Xin chào tất cả các em. Thì xin chào. Hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các em tô màu các toa tàu. Mà chị có bốn bức hình là 1, 2, 3 và 4. Nhưng chị đã tô được bức hình số 2 rồi. Đây, đây. Bây giờ thì có bức hình số 1, 3 và 4 mà chị chưa tô. Thì giờ chị sẽ tô nốt bộ bức con này, các em sẽ xem chị tôi và các bạn sẽ lấy giấy vở ra cùng vẽ bắt tôi với chị hết. Đây là toa tàu thứ nhất. Toa tàu thứ nhất thì có tên là One Cabosis. Pabosis có nghĩa là toa tàu, mà tàu hỏa thì trên. Con cái toa tàu cuối cùng là toa tàu số 4, chị tự tố nổ con này luôn.
bánh xe của chị sẽ cho một sẵn.